Xin chào mấy anh em nghệ nhân bên chim cảnh Sài Gòn. So với anh em một chú bầy đấu. Bầy đấu vùng Tây Bắc. Con chim này nó thuộc cái tầm là trung chim thôi. Trung chim thôi nhưng mà nó rất là chắc thịt. Nó cái người nó chắc lắm, chắc cứng. Khi mà mình nắm vào cái tay thì cảm nhận là con chim nó rất là chắc cứng. Hàng này là bảy đấu nha anh em. Hàng bảy đấu. Giá này không có dành cho sinh viên nha anh em, cân nhắc trước khi gọi số điện thoại 0909898666 nha quý anh em. Hàng này mình lên sóng cho anh em thấy cái bóng bộ của con chim này thì chắc con này di chuyển cầu rất là nhanh. Mồng của nó là lân. Lân. Cái này nó di chuyển không có sập mồng được anh em. Nó rất là lý lắc ha. Khuôn mặt của nó rất lý lắc. Nó bặm trợn lắm. Con này mắc lồi nha anh em. Mắc lồi. Mắc lồi anh em nào thấy hợp nhãn alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. 0909898666. Hàng bảy đấu ngoài Tây Bắc gửi vào nha quý anh em. Nói chung là mười mấy con mà lọc ra được chỉ có mấy con thôi. Con này thấy ok thì quay cho anh em xem. Giá bán 2 triệu nha anh em. Giá công khai 2 triệu. Chim nó ra bọng rồi. Cái này mình đang quay ban đêm. Ban đêm thì chim nó sẽ không có chững lại, nó hót cho mình nghe đâu. Nhưng mà đem tắm rửa thì phơi nắng thì nó sẽ ra bọng luôn. Hàng bao trống 100% quý anh em. Giá công khai con này mình bán 2 triệu. Anh em nào thấy hợp nhãn cân nhắc thì alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. 0909898666. Con này theo mình đánh giá là chim này rất là lanh. Lanh chim lật cầu nhanh. Lanh chim lật cầu nhanh. Bóng bộ thì rất là lực. Bộ rất là lực. Đồng thanh đồng thủ nha quý anh em. Từ trên xuống dưới đồng đều cân đối. Mặt mày bầm trợn, yếm, giáp đẹp, đứng cao cầu, mồng lân. Chim này tuổi rừng hơn 2 năm. Hơn 2 năm tuổi rừng nha quý anh em. Chân nó có bót rồi. Khả năng nó có thể là lên tới 3 năm tuổi rừng. Hàng 7 đấu. Hàng 7 đấu Tây Bắc gửi vào nha quý anh em. Chim cao cầu nó có gáy ngựa, mồng lân gáy ngựa. Con này thì chim đã vô cám rồi. Chim ăn cám rồi nha quý anh em. Mình bao tật lỗi, móng mỏ các thứ nha, trong vòng 3 ngày. Chim thì không có ngoái ngước đâu. Nó được nuôi trong trong lồng vô cám này cũng 20 ngày nay rồi. Cho nên chim cứng cáp rồi, nó không phải lo về cái vấn đề vô cám nữa. Em về có thể vô cám bất kể loại cám nào tùy anh em chơi cảm nhận. Nó vừa mới dứt một miếng vitamin C đó. Con này cũng khô gấm. Nước không uống uống C ngon. C ngon hơn. Mình có để sâu với cám cho chim. Rồi cảm ơn quý anh em đã theo dõi video nha. Anh em mà thấy video hữu ích thì nhấn một nút đăng ký, không tiếc nhấn một nút đăng ký giúp kênh Chim Cảnh ngày càng phát triển nha quý anh em. Nhấn một nút đăng ký ủng hộ kênh. Có thể like, share, chia sẻ cho những anh em nào đang có nhu cầu cần chơi trò màu bởi đấu. Liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình 0909898666. Shop Chim Cảnh Sài Gòn xin cảm ơn quý anh em nghệ nhân đã xem video. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh em video tiếp theo nhé. Bye bye. Chúc quý anh em một đêm thật là vui vẻ. Chào và tạm biệt.